Phò mã nhà Thanh phải làm chuyện vợ chồng trước với cung nữ thân cận của công chúa. Vì sao? Để làm phò mã, đặc biệt là phò mã nhà Thanh, các thanh niên tài tuấn phải vứt bỏ tự trọng, dẫm lên tự tôn của mình, sống cuộc sống nhìn mặt người khác, rất khổ sở. Đặc biệt, phải được kiểm tra khả năng trong chuyện ấy mới tiến tới hôn nhân. Nhà Thanh là triều đại phong kiến cuối cùng trong lịch sử Trung Quốc, cũng xuất hiện rất nhiều qua các bộ phim cổ trang. Sau khi xem phim, không ít bạn trẻ mơ mộng được xuyên không trở về thời cổ đại nhập vai thành hoàng tử, công chúa, phi tần, phò mã để hưởng vinh hoa phú quý. Tuy nhiên theo sử sách, để chính thức trở thành phò mã là điều không dễ dàng. Sử ghi, thời nhà Thanh, người Mãn thống trị vùng Trung Nguyên, người hậu kim cực kỳ coi trọng huyết thống tôn quý và chính tông của mình, vì thế luôn luôn để ý đến sức khỏe của các đời con, cháu. Nói như vậy để thấy, muốn làm dâu, rể hoàng gia cũng khó vô cùng, điển hình như muốn làm phò mã sẽ phải trải qua những vòng tuyển chọn vô cùng khắt khe, khổ sở. Coi trọng tiêu chí sức khỏe tình dục khi tuyển phò mã. Cụ thể, khi các cách nhà Thanh chọn phò mã, ngoại hình chỉ là một trong những tiêu chí, các tiêu chí khác đều phải thỏa mãn yêu cầu là sức khỏe thể chất, sức khỏe giường chiếu. Sức khỏe thể chất rất dễ kiểm tra, thế nhưng mặt quan hệ vợ chồng thì lại khó phát hiện vấn đề nếu như quá vội vàng. Như vậy phải làm sao để kiểm tra phò mã có được hay không? Lúc này, cung nữ thử hôn được đề bạt, cung nữ này sẽ đảm đương nhiệm vụ thử thách phò mã, kiểm tra xem phò mã có đủ sức khỏe để lấy công chúa hay không. Vậy làm thế nào để kiểm tra? Theo ghi chép lại, để kiểm tra khả năng của chồng sắp cưới, các cách sẽ để cho cung nữ thân thiết với mình chung đụng với ứng cử viên phò mã hơn 10 ngày hoặc tối đa là 1 tháng. Sau đó, cung nữ này sẽ phải báo cáo về năng lực, sức khỏe của ứng cử viên phò mã, xem người này có đạt tiêu chuẩn để làm chồng của cách hay không. Nếu cung nữ báo cáo kết quả tốt, hôn sự sẽ được tiến thêm một bước. Ngược lại, nếu cung nữ cho biết trải nghiệm không mấy tốt đẹp thì hôn sự sẽ bị hoãn lại để phân tích và định lượng tình hình. Sau 2 đến 3 tháng, nếu cung nữ thử hôn mang thai thì ứng cử viên phò mã được đánh giá là không có vấn đề gì, hôn sự sẽ được tiếp tục tiến hành, ngược lại sẽ hủy bỏ hôn sự. Để đảm bảo tốt hơn tính chính xác và độ tin cậy của thông tin, các cách thường chỉ định 2 đến 3 cung nữ làm nhiệm vụ thử hôn. Theo hoàng tộc nhà Thanh, bằng cách này, họ sẽ đảm bảo người phối ngẫu thực sự khỏe mạnh. Đương nhiên, trong toàn bộ quá trình thử hôn này, cung nữ làm nhiệm vụ sẽ là người bị tổn thương nhiều nhất. Họ chẳng khác nào những con chuột bạch, đáng sợ nhất là, ngay cả khi mang thai, những cung nữ thử hôn sẽ không bao giờ có thể sinh con. Ngay khi được xác định mang thai, họ sẽ phải uống thứ thuốc khiến phụ nữ mất con, sinh non, thực sự rất tàn nhẫn. Mặc dù vậy, nhưng điều kiện tuyển chọn cung nữ thử hôn cũng cực kỳ khắt khe. Không chỉ cần xinh đẹp, yểu điệu, đoan trang, lễ độ, hiểu biết, có trí tuệ, những cung nữ này còn phải am hiểu nhiều bí thuật trốn phòng the, bí kíp giữ gìn vóc dáng, tinh thông những chiêu bài nhìn mặt đoán ý, chiều lòng người khác. Khi gần gũi hoàng đế và thái tử, họ không được phép hắt hơi, ho hắng, khạc nhổ hoặc phát ra bất kỳ âm thanh khiếm nhã nào làm kinh động tới long thể. Ngoài nhiệm vụ chính là phục vụ các hoàng tử, phò mã chuyện sinh hoạt vợ chồng, các cung nữ này còn phải hướng dẫn, chỉ điểm, bảo ban, dạy dỗ công chúa mọi kỹ xảo trốn phòng the. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, số phận mỗi người lại không giống nhau. Nếu như phục vụ hoàng tử, được hoàng tử yêu thích, sủng ái, những cung nữ thử hôn có cơ hội trở thành tần phi, thê thiếp. Nếu như thay công chúa phục vụ phò mã trước tân hôn, cung nữ thử hôn có thể trở thành cung nữ hồi môn, đi theo công chúa, trở thành thiếp thất của phò mã, chung chồng với công chúa, thoát khỏi kiếp số cung nữ mặc cho người khác sai xử, sát phạt. Người tổn thương tiếp theo là phò mã, tuy rằng là rể hoàng gia nhưng chẳng khác nào bị sắp xếp phối giống. Nếu như cách không hài lòng, không thể tiếp tục hôn sự, phò mã sẽ bị ghẻ lạnh, coi như không tồn tại. Có thể thấy được, làm phò mã nhà Thanh là phải gạt bỏ lòng tự trọng, dẫm lên tự tôn của chính mình. Thêm vào đó, chức quan của phò mã trong thời nhà Thanh cực thấp, trừ phi là có công lao đặc biệt, nếu không sẽ khó lòng thăng quan, tiến chức. Trong chuyện này, người được lợi nhiều nhất chính các cách nhà Thanh. Tất cả những lần thử hôn đều là để phục vụ cho cách. Chỉ khi mọi chuyện được xác định đều tốt đẹp, suôn sẻ thì cách mới kết hôn. Đây được xem như bước chu toàn để thế hệ con cháu của hoàng tộc khỏe mạnh, ưu tú. Đáng nói, sau khi kết hôn, phò mã vẫn phải chịu rất nhiều uất ức. Chàng sẽ không được gặp vợ mình nếu không xin phép nhũ mẫu của cách. Cách cũng không có quyền tự ý tuyên chiếu để gặp chồng mình, đừng nói gì đến chuyện ân ái, thực sự là khổ sở.